Jimmy kính chào khán giả của Hiệp Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Hơn 20 tiểu bang kêu gọi tối cao pháp viện duy trì lệnh cấm đuổi nhà. Đăng tin chưa chứng minh về Covid-19, thượng nghị sĩ Cộng Hòa bị YouTube cấm 7 ngày. Vũng Tàu chích vaccine thu tiền trong lúc cả nước gấp tiền mua vaccine. Covid-19 lan xuống miền Tây, Tiền Giang, giãn cách xã hội, California có thể biến các khu thương mại đóng cửa thành nhà ở. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết, mở đầu phần tin ngày hôm nay thì Bộ trưởng Tư pháp của 22 tiểu bang vào hôm thứ Sáu đã kêu gọi Tối cao pháp viện Hoa Kỳ duy trì lệnh cấm đuổi nhà của trung tâm phòng ngừa dịch bệnh ban hành trước tình trạng kinh tế khó khăn vì đại dịch. Theo Reuters thì hiệp hội địa ốc Alabama đại diện cho giới chủ đất nộp đơn kiện lên Tối cao pháp viện đòi chấm dứt lệnh cấm đuổi nhà mà CDC ban hành hồi tháng 9. 2020 và sẽ hết hạn vào 30 tháng 6 sắp tới. Bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC đã từ chối cho biết liệu cơ quan này có gia hạn lệnh cấm đuổi nhà thêm một lần nữa hay không, bà chỉ trả lời vấn đề đang thảo luận. Giới chủ đất cho rằng CDC vượt quá thẩm quyền khi ngăn chặn việc trục xuất để giúp đỡ người thuê nhà trong thời kỳ đại dịch. Cơ quan CDC đã đưa ra lệnh cấm để chống lại sự lây lan của COVID-19 và ngăn chặn tình trạng vô gia cư trong thời kỳ đại dịch trước bối cảnh nền kinh tế hoàn toàn ngừng lại, khiến hàng chục triệu người mất việc làm. Trong số 22 tiểu bang này, có cả California, New York, Virginia và Michigan và cả thủ đô Washington, DC và cũng trong phần tin Hoa Kỳ thì YouTube cấm thượng nghệ sĩ Ron Johnson của đảng Cộng Hòa đăng video lên mạng xã hội 7 ngày sau khi ông ca ngợi thuốc trị Covid-19 theo mà chưa được sự chứng chỉ định và cũng như là chứng minh theo The Hill vào hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 6. Thì YouTube cũng loan báo là gỡ bỏ đoạn video của ông Johnson theo quy định chống đưa tin giả về Covid-19 của họ. Nội dung của đoạn video nhấn mạnh lời phát biểu của ông Johnson tại một buổi điều trần mà trong đó ông ca ngợi thuốc thử nghiệm trị trị COVID-19 như hydroxychloroquine và ivermectin. Hai loại thuốc này chưa được chứng minh hiệu quả. Theo thông báo trên trang blog, thì YouTube sẽ không tán thành nội dung trái ngược với thông tin COVID-19 của giới chức y tế địa phương hoặc là tổ chức y tế thế giới. Và cái thú vị liên quan đến phần tin khác ở tại Việt Nam, thì hôm 11 tháng 6, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu loan báo là các cơ quan doanh nghiệp chỉ ghi danh để trả tiền chích vaccine với giá từ 12 euro tức là khoảng 14 Mỹ Kim cho một liều vaccine AstraZeneca đến 39 liều vaccine Pfizer. Chi phí vận chuyển, lưu kho và chích được ghi nhận là lấy từ ngân sách nhà nước. Theo báo tuổi trẻ, việc Bà Rịa Vũng Tàu đơn phương chích vaccine thu tiền được hiểu là do tỉnh này có nguồn cung ứng riêng 200.000 liều vaccine Pfizer và 2 triệu liều AstraZeneca. Chưa rõ thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành đợt chích vaccine theo kiểu xã hội, tức là người dân phải trả tiền cho dịch vụ y tế dự phòng tuy vậy việc chính quyền của tỉnh này kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp trả tiền để chích vaccine cho nhân viên của họ đi ngược lại với tinh thần toàn dân được chích vaccine miễn phí mà thủ tướng cộng sản việt nam phạm minh chính cam kết cùng thời điểm theo báo Bà Rịa Vũng Tàu, đợt chích vaccine ngừa Covid-19 mới nhất tại tỉnh này được ưu tiên cho 127 người là cán bộ của tỉnh ủy và điều oái âm là theo báo pháp luật của Sài Gòn, hồi cuối tháng 5, người dân và các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đóng góp 162 tỷ đồng là khoảng 7 triệu Mỹ kim để mua vaccine và khoản này được quyên góp thông qua à, mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng trong phần tin Việt Nam, thì sau khi ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định từ 0 giờ ngày 12 tháng 6, toàn tỉnh gồm thành phố Mỹ Tho cùng 2 thị xã và 8 huyện với dân số khoảng 1.7 triệu người sẽ giãn cách xã hội cho đến khi có thông báo mới. Theo báo VN Express, thì các địa phương trong tỉnh phải dừng các sự kiện tập trung trên 20 người, không tụ tập 10 người trở lên hoặc là công sở. Trường học, bệnh viện thực hiện khoảng cách tối thiểu là 2 mét giữa người với người tại các điểm công cộng, dừng các dịch vụ không cần thiết, chỉ các dịch vụ hàng hóa thiết yếu được mở cửa. Và giới hữu trách tỉnh Tiền Giang cũng khuyến cáo người dân hạn chế cơ sở khám chữa bệnh từ trừ các trường hợp là thực sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền. Trong khi đó, tại cuộc họp ban chỉ đạo chống dịch ở Sài Gòn sáng ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, ngoài ổ dịch liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp đã được kiểm soát thì Sài Gòn còn có 4 ổ dịch khác chưa rõ nguồn lây ở các khu dân cư. Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy tất cả các bệnh nhân hiện đều có những liên hệ cùng với gia đình hàng xóm và tiếp xúc gần với các bệnh nhân lãnh đạo sở y tế cũng cho biết đang cân nhắc là phương án cách ly F1 tại nhà và cách phối hợp với sở khoa học công nghệ để kiểm soát việc tuân thủ của người được cách ly. Tính đến, đến chiều tối ngày 11 tháng 6, thì Việt Nam ghi nhận thêm 196 ca COVID-19 mới, nâng tổng số 9.980 trường hợp tại 39 tỉnh thành. Và chiều ngày 11 tháng 6, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cũng công bố thêm 2 ca tử vong mắc COVID-19. Hai ca mới tử vong là hai nữ bệnh nhân có bệnh ác tính nặng. Đây là các bệnh nhân COVID-19 thứ 56 và 57 tử vong tại Việt Nam và liên quan đến phần tin khác thì quốc hội California đang cân nhắc biến các thương xá các khu thương mại đóng cửa trong thời đại dịch Covid-19 thành nhà ở để giải quyết tình trạng thiếu nhà của tiểu bang. Theo đài ABC số 7, các khu thương mại hay là các thương xá làm ăn thu lỗ từ trước đại dịch vì khách hàng chuyển qua mua sắm trên trang mạng. Sau khi đóng cửa những nơi này biến thành đất trống ở những địa điểm tốt và gần các xa lộ lớn và có nhiều chỗ đậu xe rất lý tưởng để xây nhà cho nhiều gia đình. Theo thượng nghị sĩ Anna Cabarro của California, cư dân đang rất cần có thêm chung cư, condo và nhà townhouse bà chưa biết là tiểu bang phải xây thêm 3.5 triệu chỗ ở từ đây tới năm 2025 mới có đủ chỉ tiêu mà thống đốc Gavin Newsom từng nói khi tranh cử, nhưng mọi thứ đang rất chậm. Vì vậy, bà soạn thảo dự luật SB6 sẽ cho phép các khu thương mại đóng cửa được biến thành nhà ở nếu được thông qua và dự luật này còn đòi hỏi một tiểu bang phải biến nhiều khu thương mại thành nhà ở giá rẻ cho cư dân. Thượng nghệ sĩ Caballero cho biết là những khu này sẽ tập trung ở những khu đô thị và các khu thương mại sẽ biến thành những khu nhà cho nhiều gia đình và kế hoạch này còn có thể áp dụng ở những khu công nghiệp hẻo lánh và chỉ luật có nhiều điểm tương tự với đạo luật Los Angeles thông qua năm 1999 cho phép biến những tòa nhà bị bỏ hoang thành nhà ở cho cư dân và hơn 20 tiểu bang kêu gọi tối cao phát viện duy trì lệnh cấm đuổi nhà đăng tin chưa chứng minh về Covid-19 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bị YouTube cấm 7 ngày và Vũng Tàu cũng đang ở gấp tiền và đó là những phần tin của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.